chó dòng tứ túc mai hoa này. Em này là tứ túc mai hoa chân hơi đê kép nhé. Em này cũng là dòng sù các bác nhé, sù con này. Đấy, dòng tứ túc mai hoa như chân nó dính đất nên hơi không nhìn rõ mấy. Đây, chân rất đều luôn ạ. Tứ túc mai hoa đây này. Đấy, rất là nhanh nhẹn. Em này chạm khoảng tầm 2 kg. Con này bao tiền đấy thanh niên? 500. À, con này được hết cái đây. Đây là con cái. Con này chân hơi để kép nhá. Tứ túc mai hoa hơi để kép chưa sau, xem đúng lưỡi không nè. Đúng lưỡi là bắt luôn. Đó. Em này lưỡi hồng. Vì sao? Bởi vì là được cơ bản là dòng tứ túc mai hoa này thì rất ít ốm lưỡi các bạn. Đấy. Giá 500 là hợp lý rồi. Tứ túc mai hoa thành trùng bấm ngực này. Đấy. Tứ túc mai hoa đều luôn. Đấy. Rất là ngoan. Và quấn nhé. Đấy. Siêu quấn luôn em này. Đẹp nhất này là họ cho ở ngoài. Đấy. Rất nghịch. Phản xạ cực tốt luôn. Tiếp tục mở 2 cái con nhé. Giá 500. Bò 5 năm chân trườn. Bởi vì là mấy em cục đàn ấy nó ở trong này này, cho nên là nó không chạy nhảy mấy. Nếu một mình là kêu ngay. Rồi xem tiếp phần phía dưới này. Đây có mèo xám nữa này. Đấy, dòng mèo xám. Đây có một em xám nữa nhé. Xám mắt xanh này. Em này là dòng xám nhạt. Xám nhạt tứ túc mai hoa. Em này giá 500 này. Đấy, em này dưới cái nhé. Giá 500. Đấy, dòng xám tai dựng. Rất là yêu. Dòng chó xám. Xám mắt xanh nhé các bác nhé. Đấy, mắt màu xanh xanh xám ấy. Và này chân không huyền đẹp. Trên cái này. Này như bị kiểu lông đi xong rồi mọc lông mới lên nữa các bạn. À, cái lông đầu này khác này, cái lông này lông mới này. Này cũng lai chó Nhật, chó Cảnh rồi. Con này bao nhiêu thanh niên? 700 à? Phân sao lông này khác với lông này đi. À, hóa là bà này cạo lông trên người nên cái đầu này không cạo này. Cái này lông mới này khác, nhìn khác hẳn luôn với lông đầu à. Đấy, một em 700 và một em 500 các bạn. Màu mắt rất đặc biệt nhé, màu mắt xanh. Đấy, màu xanh luôn. Đấy, chân mai hoa rất đều luôn, đều 4 móng nhé. Đấy, đều các móng các chân luôn. Vâng, các bác mà kết em nào thì đừng quên liên hệ số điện thoại 0972386270 các bác nhé. Em cọc, hai em cọc cái, dòng 3 triệu và 3 triệu rưỡi nhé. Cọc đỏ rẻ hơn cọc đen các bác. À, em này cũng là dòng cọc này. Con này bao nhiêu tiền chị nhỉ? À, một con 800, một con 600. Con này 800 đúng không? Con này 600. Đấy, em cọc đực. Đây là hai em trắng sói này. Trắng sói cái nhé. Em này cũng dính cái. Em dưới kia cũng dính cái này. Đấy, dòng trắng sói.